Bạn yêu cầu công việc công xưởng. Tôi tên là Mai Ngọc Lâm, sinh ngày 21 tháng 6 năm 2001, số hộ chiếu 912-3376. Nhà máy Duy Tái Duy Thái, địa điểm Đào Viên, thời hạn hợp đồng 3 năm. Yêu cầu người lao động tuân theo sự quản lý, sắp xếp bộ phận công việc theo từng công đoạn, được sắp xếp vào bộ phận nào làm bộ phận đó. Thời gian học việc chưa thạo việc có thể chưa tăng ca, cần phối hợp với sự sắp xếp của chủ sử dụng. Nghiêm túc học tập, tuyệt đối không được có thái độ không hợp tác khi chưa được xếp tăng ca, nếu có thái độ không tốt, không phối hợp, không làm theo sắp xếp, chủ không cho tăng ca và có thể chấm dứt hợp đồng. Vì vậy, yêu cầu lao động nỗ lực ngoan ngoãn phối hợp thật tốt. Sản phẩm hoàn thiện của công ty có thể được hình thành từ nhiều bộ phận linh kiện và nguyên vật liệu khác nhau. Có thể lao động được sắp xếp làm sản xuất phân thố và chưa định hình được sản phẩm các bộ phận sau. Lao động cần phải hiểu rõ được từng sản phẩm, linh kiện, nguyên liệu của công ty để tránh phát sinh những vấn đề hiểu sai. Bạn công việc có thể bước đầu khi chưa hiểu sản phẩm công ty, không được thắc mắc hay kiện tụng sai. Bạn công việc phối hợp tăng ca, giảm ca, đổi ca theo sự sắp xếp của công ty, tuân thủ mọi quy định, quy tắc trong công ty và quy định ký túc xá. Sản phẩm, thang máy, thang hàng, mô tả công việc sản xuất, lắp đặt thang máy, phối hợp ra ngoài lắp đặt, cần một lao động có kinh nghiệm. Số giờ tăng ca 2 đến 3 giờ trên một ngày tùy theo khối lượng công việc. Môi trường làm việc công xưởng có phối hợp theo chủ lắp đặt. Mức lương cơ bản 20.000 đồng, 250.000 đại tệ. 25.250 đồng đại tệ. 25.000. Chọn đánh sai đấy, 25. Đây. Mức lương cơ bản 25.250 đồng đại tệ. 25.250 đại tệ. Phí ăn ở 2.500, làm tổ chủ không trừ ăn ở. Dự kiến xuất cảnh tháng 5 năm 2022. 15, em đọc luôn ngày bay của em, ngày 15 tháng 4. Ngày 15 tháng 4 năm 2022. Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung công việc của tôi khi sang Đài Loan làm việc. Tôi đồng ý ký vào bản công việc này và không có bất kỳ ý kiến thắc mắc và kiến cáo gì. Tôi cam kết sẽ làm hết hợp đồng như đã ký, tuyệt đối không phá hợp đồng về nước hoặc xin chuyển chủ vì bất kỳ lý do gì. Nếu tôi xin chuyển chủ, tôi sẽ nhận lại được bất kỳ chi phí nào. Tôi không nhận lại bất kỳ chi phí nào từ môi giới và phải bồi thường phí cách ly cho chủ sản sử dụng là 52.800 đại tệ. Tôi ký cam kết này trong hiện trạng hoàn toàn minh mẫn. Xin hiệp. Hà Nội ngày, ký tên Mai Ngọc Lâm. Hà Nội ngày ngày 12. Ngày 12 tháng 4 năm 2022. Lao động ký tên Lâm, Mai Ngọc Lâm. Okay.